Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ở buổi tối ngày hôm nay, tôi có mở TV và vào YouTube, bật nhạc, pha một ấm trà, ngồi nghe nhạc một lúc. Thì mình mới thấy là cái màn hình TV này nó hơi bị dư thừa. Mình muốn tắt nó đi để mình tập trung, mình ngồi mình nghe nhạc thôi. Và đôi khi là anh em, nhiều khi vào YouTube, anh em bật nhạc, anh em chỉ để nghe nhạc thôi. Anh em không muốn xem hình. Thế thì tốt nhất anh em tắt màn hình đi. Thứ nhất là để tiết kiệm điện này, cái này là thiết thực nhất. Thứ hai là chúng ta muốn cái không gian để chúng ta tập trung nghe nhạc thôi, thưởng thức âm nhạc thôi. Thứ ba là cái để đỡ bị cái ánh sáng màn hình nó làm ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người xung quanh. Thế thì tôi mới nghĩ là làm thế nào để tắt cái màn hình đi mà nhạc vẫn ra. Thế tôi mới lên mạng, tôi mới đọc một số cái tài liệu mình thấy rất là hay và thực hiện rất là dễ, thì tôi muốn chia sẻ đến anh em. Thì ở tất cả các dòng TV thì là LG này, Samsung này, Sony này hay là TCL, đấy, tôi hay gọi là thịt chó luộc ấy, thì đều đều thực hiện được anh em nhé. Đấy, thì tôi sẽ chia sẻ đến anh em. Của tôi là TV LG, còn LG này. Và ở đây có các dòng TV tôi đã, thì tôi sẽ chỉ anh em tất cả các dòng TV nhá. Thì anh em cùng theo dõi, đơn giản lắm. Cái này mình thấy nó hay nên mình chia sẻ với anh em. Đấy, mình mong muốn là tạo dựng được cái môi trường nó trong sáng, nó lành mạnh để anh em chơi. Đây nhá. Ở trên điều khiển TV đối với dòng là TV LG anh em nhá. Đối với cái dòng TV LG này. Đây. Quý vị bấm vào cái phím cài đặt này, đây này, hình bánh răng này trên trên điều khiển. Đó. Nó sẽ hiện lên này, quý vị chọn đến cái phần cuối cùng này, cái phần tất cả cài đặt, quý vị thấy không? Tôi sẽ đứng gần đây cho anh em. Tất cả cài đặt này, anh em chọn vào tất cả cài đặt. Xong trong cái phần hình ảnh này, quý vị thấy cái phần hình ảnh chưa? Chúng ta sẽ chọn đến cái tiết kiệm năng lượng đây, ấn vào tiết kiệm năng lượng nhá. Đó, thì nó có phần tự động này, tối thiểu này. Chúng ta sẽ chọn vào màn hình tắt. Đấy. Nếu như quý vị chỉ chọn tối đa thì màn hình sẽ tối đi. Anh em thấy không? Màn hình nó sẽ tối đi. Còn anh em ấn vào màn hình tắt này. Đấy, mà anh em tắt màn hình đi, ấn vào màn hình tắt. Đấy, nó khoảng 5 giây nó sẽ tự động nó tắt. Anh em nhá, anh em xem nhá. Đó, nó tự động tắt. Đấy, thôi chết, mình lỗi cả mình. Sợ bỏ. Anh em muốn hiện lên thì anh em ấn phím bất kỳ trên điều khiển nó sẽ hiện lên thôi. Đấy. Anh em thấy chưa? Đó, đấy đối với TV LG. Thế thì đối với các dòng TV khác thì cũng anh em thực hiện tương tự như này. Đây, tôi có tổng hợp tài liệu đây này. Để cho anh em xem. Anh em thấy không? Bây giờ là cũng là bây giờ là đây 12 giờ 10 đấy, hơn 12 giờ đêm rồi. Mình vẫn ngồi mình chia sẻ với anh em, quay video để chia sẻ với anh em. Đấy. Thì là anh em phải yêu thương cái tấm thân này nhiều hơn bằng cách là ấn like và chia sẻ video này nhá. Đối với dòng TV gì đây? TV Samsung thì sẽ chia ra hai đời. Đối dòng TV Samsung từ 2013 đến 2015 thì quý vị thực hiện theo cách này nhá. Từ 2016 đến 2019 thì không thực hiện được. Quý vị lưu ý cho đối với dòng TV Samsung từ 2016 đến 2019 thì không thực hiện được. Còn từ 2013 đến 2015 hoặc là từ 2020 đổ về đây thì đều thực hiện được nhá. TV Samsung này. Samsung thì quý vị sẽ chọn phần menu này, đây, nó sẽ bảo chọn đến cái phần menu ở trên điều khiển. Đấy, như quý vị thấy. Đó nhá. Tiếp đến chọn phần picture, tức là phần hình ảnh đấy. Đây. Chọn phần picture này. Đó. Thấy không? Tiếp đến bước 3 nhấn vào picture. Anh em thử nhìn picture nhá. Thế là xong nhá. Rồi tiếp đến là đối với dòng TV Samsung từ 2020 đổ về đây nhá. Từ 2020 tức là những dòng của TV đời mới hiện nay của Samsung. Quý vị ấn vào phím cài đặt này. Đây, cài đặt nhá. Cài đặt này, bước 1 ấn vào cài đặt. Đó. Tiếp theo, kéo đến phần tổng quát, chọn phần tổng quát này. Bước 3. Kéo lên. Bước 3 là chọn là phần công cụ hỗ trợ quý vị nhá. Công cụ hỗ trợ tôi sẽ quay rất nét cho anh em. Công cụ hỗ trợ này, ok. Bước 4 đến phần tắt hình ảnh, quý vị chọn tắt hình ảnh là xong nhá. Ok chưa? Rồi, chuyển sang TV Sony nhá. TV Sony này. TV
TV Sony thì quý vị đây nó có phím vào YouTube này, ok không nói này. Bên cạnh có phím option, quý vị thấy chưa? Option. Đấy. Quý vị chọn vào option. Sau đó nó có mục tắt màn hình này, quý vị thấy nó hiển thị tắt màn hình, quý vị ấn tắt màn hình là xong. Đấy, riêng thằng Sony này là tiện nhất này. Rồi, thằng LG tôi vừa thực hiện rồi nhá. Thằng LG tôi vừa thực hiện xong. Thằng LG tự nhiên tôi vừa thực hiện đấy, thằng LG sẽ tiếp biến thằng TCL, thằng thịt chó luộc. Quý vị ấn phím home, bước 1 ấn phím home này. Đó. Đây, cũng vào YouTube này như bình thường này. Ok. Cũng vào cài đặt giờ đến cài đặt này. Đến cài đặt nhá, tự phần setting này, trên cái điều khiển nó có này. Quý vị ạ. Đó. Cái hình bánh răng ấy ở là phần cài đặt. Nó sẽ hiện lên cái phần âm thanh. Quý vị chọn phần âm thanh nhá. Đó, chọn phần âm thanh. Rồi, và nó có mục chỉ âm thanh, quý vị thấy không? Chỉ âm thanh, đấy. Hoặc là tiếng Anh là audio only, đấy. Tiếng Anh của tôi cũng hơi bị đỉnh đấy, riêng gì chứ hai từ audio only tôi đọc được. Quý vị ấn ok là được nhá. Thì trong 5 giây nó sẽ tự tắt, và quý vị muốn bật lại thì quý vị chỉ việc ấn một phím bất kỳ ở trên màn hình, ở trên điều khiển thì nó sẽ quay lại thôi nhá. Vừa rồi tôi vừa hướng dẫn nhanh để anh em cách tắt màn hình đối với các dòng TV. Đấy. Còn các dòng TV khác thì quý vị có thể làm tương tự như vậy nhé. Đấy, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ấn like và chia sẻ video này nếu như quý vị yêu thích.